Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương Dê. Vừa rồi thì các bạn có thể nghe thấy một cái đoạn nhạc rất quen thuộc ở trên kênh YouTube của mình đúng không nào? Và trên tay mình bây giờ đang là đầu một chú cún rất là đáng yêu luôn. Có mỗi một cái đầu chú cún này thì mình thích được cái môi cụp như này. Và các bạn sẽ được tặng cái chú cún này nếu các bạn mua hàng tại Clickbuy với việc là giá trị đơn hàng trên 5 triệu đồng. Đấy. Tiếp theo nữa nào, nếu các bạn mua một sản phẩm giá trị khoảng dưới 5 triệu đồng thì sao? Các bạn sẽ được tặng kèm theo sạc nhanh 3.0 luôn, 18W ở đây mình đang cầm trên tay này nữa. Và thêm nữa đó là chúng ta cũng sẽ được tặng kèm theo cả một cái túi túi gì anh nhỉ? Túi này là túi chống nước để cho các bạn có thể cho điện thoại vào đây. Các bạn đi du lịch nó tốt hơn. Đấy, nhưng mà mình thấy là Clickbuy bắt trend hơi chậm. Bây giờ hết mùa du lịch rồi, các ông lại đưa cái túi chống nước hay làm cái gì? Nhưng mà mình nghĩ là nếu bạn nào đi du lịch ở nước ngoài, ở những nước mà nó nóng hơn Việt Nam nữa cơ, hoặc là các bạn đi du lịch vào trong miền Nam, kể cả Nha Trang hay là Phú Quốc bây giờ, thì mình nghĩ là thời điểm này chúng ta vẫn có thể cần đến cái túi chống nước rồi đấy. Hôm nay thì mình chỉ nói qua về những cái sản phẩm này thôi, và mình sẽ nói chính về cái sản phẩm Redmi K20. Thực sự là Redmi K20 bây giờ đang có mức giá vô cùng tốt luôn, và mình nghĩ rằng là chúng ta không nên chờ đợi cái Redmi Note 8 Pro làm cái gì cả. Mình thấy là rất nhiều bạn hỏi mình một câu hỏi là anh ơi, bây giờ em có nên đợi Redmi Note 8 Pro hay không? Bởi vì là giá Redmi Note 8 Pro công bố ra ở Trung Quốc cũng đã là rất tốt rồi. Nó là mức giá là khoảng 5 triệu 7 ở Trung Quốc. Nhưng khi về Việt Nam chắc chắn mình nghĩ là nó sẽ không phải có giá mức giá là 5 triệu 7 đâu. Mà giá của nó sẽ phải cao hơn khá là nhiều đấy. Hiện tại thì mình có tham khảo cái Redmi K20, xin lỗi K20, không biết lần nãy mình nói là K20 hay K20 Pro, nhưng mà đây là K20. Thì cái phiên bản RAM 6GB, bộ trong 64GB đang được bán tại Clickbuy với mức giá là 5 triệu 690 nghìn đồng. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng tại Clickbuy thì bây giờ Clickbuy đã hỗ trợ thanh toán qua VNPay cho các bạn rồi. Nghĩa là nếu các bạn thanh toán qua VNPay, các bạn sẽ được giảm tối đa là 200 nghìn đồng, 5% giá trị đơn hàng và tối đa là 200 nghìn đồng. Và chắc chắn là các bạn sẽ được giảm 200 nghìn đồng rồi, vì là 4 triệu thôi là 5% đã là 200 nghìn đồng rồi đúng không nào? Đấy, nên là các bạn sẽ được giảm tiếp 200 nghìn đồng, nó sẽ còn khoảng 5 triệu 490 nghìn, chưa hết. Nếu bạn là sinh viên thì sao? Bạn sẽ được giảm 100 nghìn, mặc định bạn là sinh viên cái đã. Được giảm 200 nghìn nếu mà điểm thi của bạn trên 20 điểm, được giảm 300 nghìn nếu mà điểm thi của bạn trên 300 điểm. À quên nhầm, trên 24 điểm đấy, vân 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 vân. Các bạn có thể xem thêm cái chương trình khuyến mại cho sinh viên tại Clickbuy nhé. Và nếu mà các bạn mua hàng tiếp tại 43 Cầu Giấy hoặc là 453 Nguyễn Trãi vào cái tháng sinh nhật này thì các bạn sẽ được giảm 200 nghìn đồng đấy. Và thực sự là với rất nhiều những quà tặng gọi là ngập tràn như này thì cái giá của sản phẩm Redmi K20 bây giờ đang là rất tốt rồi. Mình không biết là giá sau khi trừ đi toàn bộ quà, tất cả mọi thứ nó là bao nhiêu, nhưng mà ít nhất là kể cả bây giờ giá niêm yết của nó đã rẻ ngang với cả Redmi Note 8 Pro rồi. Đấy, thì mình nghĩ là chúng ta không nên chờ Redmi Note 8 Pro làm cái gì cả. Redmi Note 8 Pro là một sản phẩm có thiết kế học hỏi theo hơi hướng của Redmi K20, nhưng thiết kế tổng quan chung thì không thể bằng K20 được, bởi vì là K20 mặt trước của nó rất thanh thoát, nó không bị giọt nước giống như Redmi Note 8 Pro. Nên là về mặt thiết kế mình đánh giá là K20 sẽ đẹp hơn. Màn hình thì không nói đến nhá, bởi vì màn hình ý thì các bạn cũng biết rồi đấy, K20 là màn hình AMOLED và tấm nền màn hình của nó là cao cấp hơn. Tuy nhiên là Redmi Note 8 Pro là màn hình IPS, thì có thể các bạn thích thật thì bạn chọn IPS, còn nếu các bạn thích rực rỡ hơn để xem phim ngon hơn thì các bạn sẽ chọn AMOLED. Đấy, tùy các bạn thôi, nhưng mà rõ ràng là tấm nền của K20 là tấm nền màn hình cao cấp hơn. Về mặt hiệu năng thì Redmi Note 8 Pro được trang bị con chip Helio G90T. Con chip này thì chưa được kiểm định và chưa được biết rằng là liệu nó có chơi game ngon hay không. Theo công bố của Xiaomi thì con chip này nó sẽ xem với Snapdragon 730 của Redmi K20. Đấy, tuy nhiên là kể cả có ngang đi chăng nữa thì mình cũng đánh giá là cái độ tương thích game của chip Snapdragon bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn tất cả những loại chip còn lại, không chỉ riêng gì MediaTek đâu nhá. Nên là nếu mà để tin tưởng hơn và để được sự chứng minh của nhiều người dùng hơn, của nhiều reviewer hơn, thì rõ ràng là chip 730 là một chip đem lại cái sự thiện cảm tốt hơn. Còn tất nhiên là trong thời gian sắp tới chúng ta cũng phải chờ đợi xem những bài test game của con Helio G90T để xem nó như thế nào. Đấy, về mặt camera thì Redmi Note 8 Pro có camera đa dụng hơn, có camera chụp siêu macro, có 4 camera phía sau, rồi là camera có độ phân giải lên đến 64 megapixel, nhưng số chấm không quyết định xem là chất lượng ảnh chụp nó sẽ như thế nào. Đấy, và chúng ta sẽ chờ đợi một cái gì đó nó rất là mơ hồ, không rõ ràng là nó có hơn hay không, nhưng cứ cho như là nó sẽ hơn đi thì cái sự hơn đó mình nghĩ là cũng không nhiều đâu. Đấy, về mặt thời lượng pin thì là Redmi Note 8 Pro sẽ có viên pin là 4500 mAh, sẽ là chắc chắn là sẽ hơn rồi. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy những điểm hơn đó, nhưng mà các bạn tưởng tượng là Redmi K20 là một sản phẩm dòng K, còn Redmi Note 8 Pro thì là chỉ là sản phẩm dòng Redmi thôi, Redmi Note thôi. Đấy, đây là hai cái phân khúc hoàn toàn khác nhau. Và nếu mà với cá nhân mình thì bây giờ
mình thấy là cái thời điểm quá quá tốt để lựa chọn mua Redmi K20 rồi. 5.690.000 xong rồi trừ đi bao nhiêu quà này chắc phải tầm khoảng 5 triệu, 5 triệu rưỡi là cùng thôi. Hơn 5 triệu thôi thì thực sự là các bạn còn gì để nói nữa nào. Giá này thì ngày trước chỉ mua Redmi X thôi. Đấy, ok, rất là nhanh chóng thôi. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Redmi K20 đang được bán tại Clickbuy với mức giá là 5.690.000. Đây chính là sản phẩm Mi 9T của hàng chính hãng đấy. Và Mi 9T bây giờ vẫn đang đắt hơn sản phẩm này đến 2 triệu. Chắc chắn là với cái tầm giá đắt hơn 2 triệu đó thì mình sẽ lựa chọn mua Redmi K20. Ngày trước cái thời điểm đầu Redmi K20 giá vẫn còn rất cao, và Mi 9T về nó lệch hơn khoảng 600-700 nghìn thì mình lựa chọn Mi 9T. Nhưng bây giờ lệch nhau đến vài triệu như này thì mình sẽ lựa chọn K20 đó. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Jose. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.